những giới luật cơ bản do người Phật tử cần tuân thủ. Ngũ giới là giới luật cơ bản mà người Phật tử cần phải tuân thủ, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Nếu không sát sanh thì thường được trường thọ, tuổi thọ được dài. Tại sao có một số người có tuổi thọ dài, trong khi có những người tuổi thọ lại ngắn? Vì những người giữ giới không sát sinh nên họ được phước trường thọ, còn những người tuổi thọ ngắn do vì thích sát sinh nên bị quả báo tuổi thọ ngắn. Vì sao phải giữ giới không trộm cắp? Vì trộm cắp sẽ làm tổn hại đến tài sản và mạng sống của người khác. Trộm cắp là gì? Là lén lút ăn cắp tài sản và vật chất của người khác. Ăn cắp đồ vật của người khác thì bị quả báo gì? Trong tương lai, quý vị bị quả báo có tài sản không lâu dài. Giống như quý vị đang rất giàu có và đột nhiên bị bọn cướp chiếm đoạt mất. Tà dâm, nói dối, uống rượu cũng giống vậy. Cũng giống như nếu quý vị không giữ giới tà dâm, đi ngoại tình với phụ nữ của người khác, thì tương lai vợ và con gái của quý vị sẽ bị người khác hại lại. Đó là những quả báo sẽ xảy ra. Nói dối, nếu quý vị không nói gạt người khác, quý vị sẽ không bị người khác nói gạt lại. Ai đó có thể phàn nàn, cả đời tôi chưa bao giờ lừa dối ai, vậy tại sao nhiều người lại lừa dối tôi? Chẳng phải tôi vừa nói rằng vấn đề quả báo không giới hạn trong một đời sao? Quả báo không phải là chuyện của một đời, mà nó kéo dài ba khoảng thời gian, quá khứ, hiện tại và tương lai. Và quả báo này kéo dài đến ba đời. Kiếp này quý vị chưa lừa gạt ai, nhưng quý vị có biết kiếp trước quý vị lừa bao nhiêu người không? Tôi không biết. Quý vị không biết sao? Vậy thì giờ có người gạt lại quý vị, điều này là đương nhiên rồi. Có người nói, vốn dĩ tôi không muốn nói dối, nhưng vì những lời nói dối là những lời không cần suy nghĩ, nó phát ra rất nhanh, cũng không cần nghĩ đi nghĩ lại làm sao để trả lời. Ví dụ có người hỏi, anh có trộm đồ không? Có hay không? Cho dù có lấy, nhưng anh vẫn sẽ nói không lấy. Anh không cần suy nghĩ, lập tức nói không lấy. Vậy là anh đã phạm một giới trộm và một giới nói dối. Rượu uống ít thì không sao, uống nhiều sinh ra dâm loạn, mê muội, hành vi đảo lộn, cho nên trong đạo Phật cấm uống rượu. Nếu giải thích chi tiết, năm giới gồm nhiều nguyên tắc, như giới không sát sinh là chúng ta không tự tay sát sinh, trong tâm cũng không sinh ý niệm muốn sát sinh. Khi đó, chúng ta mới thực sự là giữ giới sát sinh. Giới trộm cắp cũng vậy, không tự tay lấy trộm của người khác, cũng không nuôi ý trộm. Bất kể giá trị của các đồ vật lớn hay nhỏ, nếu ai đó lén lút sử dụng mà chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu, thì điều đó được cũng là vi phạm giới cấm.